nay sau cái một năm vừa qua thì trong một khoảng thời gian khá dài và mình cũng đã học được khá nhiều điều. Mặc dù nhưng thì thời gian chỉ là khái niệm cho mọi người tạo ra. Tuy nhiên trong một năm vừa rồi thì mình phải chấp nhận rằng là thực tế mà nói khi sống trong một quần thể xã hội thì thời gian không chỉ là khái niệm cho mọi người tạo ra mà thời gian còn là nếu không đi học đủ mà không làm bài đúng hạn thì mình sẽ phải học lại. Dù mình chưa phải học sinh gương mẫu và chăm học nhất thì bốn năm vừa qua cũng là một khoảng thời gian khá là quý giá và ý nghĩa với mình. Hồi năm nhất của mình vào và học thanh nhạc, lần đầu tiên tiếp xúc với kỹ thuật thanh nhạc, cô đang sửa cho từng chữ một cứ mở mồm ra là của khẩu hình ơi đâu đặt xuống nhấc hàm lên, thì mình cảm thấy rất ức chế trong lòng. Nhận đầu thì hiểu nhưng mà mình không làm được như những gì mình nghĩ trong đầu và cho mình cũng cảm thấy chế mất hơn một năm. Tuy nhiên thì tự dặn mình là hãy nuốt cái tôi mà cái tôi mà, và chắc chắn là cô Lan có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và cũng như thực hành về thanh nhạc thì phải biết ơn mình và cô cũng lấy giúp mình. Thì sau năm thứ hai, bắt đầu năm thứ hai mình bắt đầu cảm thấy những cái thay đổi và chuyển biến rõ ràng hơn. Và cũng vì thế mà đến bây giờ năm thứ tư mình cảm thấy những cái tháng mà tôi tự chế đấy cũng có tác dụng. Cảm thấy các bạn bây giờ cũng tự tin hơn rất nhiều so với năm nhất. Mặc dù kỹ thuật thì chưa hoàn hảo nhưng và vẫn vẫn sẽ phải học. Học và thật nhiều. Như mình cảm thấy quãng thời gian một năm qua xứng đáng và những cái môn học bổ trợ ở trường cũng giúp cho mình rất nhiều về musicianship, nhạc sĩ tính năng. Có người phát hiểu là chỉ cần cầm bếp lên thì sẽ là ca sĩ, nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ nó không đơn giản như vậy, mà nó phải là tổng hòa của cả thẩm mỹ lẫn tư duy, kỹ thuật, cảm xúc. Và những cái đấy thì không thể chỉ cầm bếp lên là sẽ có, và phải trải qua một cái khoảng thời gian tôi luyện và thấm nhuận cái cách khác nhau đấy. Tất nhiên là để làm ca sĩ thì đòi hỏi những chuẩn mực nhất định như vậy. Tuy nhiên thì mình cho rằng là cái việc hát và việc nhảy cũng như việc sống thì ngoài bản thân mình ra không ai có quyền quyết định là mình được phép hát như thế nào, nhảy như thế nào và sống như thế nào. Và mình sẽ tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ để đem tiếng hát với mọi người và trở thành một người nghệ sĩ đem tới mọi người nhiều bất ngờ hơn nữa. Xin cảm ơn các thầy cô như các bạn và anh tự hào hạnh diện vì là sinh viên trường thọ. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người sau sân khấu này với một bức cách khác, không phải là sinh viên nữa.
Nothing left for me.